Bắt đầu lên phút thứ 8 rồi. Ôi giời. Ôi giời ơi, anh đã bị xoắn xích. Đấy, đến bài của anh Lương Mạnh Hùng, anh oanh được 4 phút. Buổi sáng khởi động mà 4 phút rồi là cũng kinh ấy. Anh Hùng bắt đầu từ 4 phút rồi đi, giờ 5 phút rồi. Là cao thủ Lương Mạnh Hùng, một trong những xích thủ là ngày ra hai buổi tập đều như bắt tranh. Hôm nay anh Hùng có cả phu nhân ra chăm nom. Hôm nay xích thủ ra chăm nom và cổ vũ. Động viên. Việt Nam là của Việt Nam và chắc chắn là như vậy. Đây là cái đống cát này giống con mun, rồi cứ chạy ra là tè bãi rồi nó đi đấy đúng không? Giống con mun rồi cứ ra đây tè thôi rồi chạy đi chơi đâu rồi đi đúng không? Anh Oanh phải quay hậu trường ấy. quay hậu trường cameraman này. Nó không cần, đây là em giúp rồi. Em giúp rồi. Em thoải mái. Để xem là không mặc áo với cả mặc áo nó khác nhau ở chỗ nào. Đúng rồi. Đúng không? Không mặc áo chẳng qua là không có áo. Nhà nghèo. Tôi để ý là khi tôi giang hồ nó gọi là nhà nghèo không có áo đúng không? Đúng rồi. Ừ. Toàn nhiều phụ nữ người ta comment nhưng mà mặc áo vào rồi là không thấy comment. Anh ơi, người ta bảo ăn được ăn, không có áo là say tơ. Áo treo lâu hơn à. Chờ chị về. Say tơ mới phải chăm đâu. Đưa lên YouTube mà phải chân thì nhiều rồi. Hát cứ chơi thoải mái đi. Ra đây mà trèo. Nó cấm người lớn. Đi ăn trộm lại bố ơi. Cởi áo, các môn khác là đâu được phép cởi áo. Trèo đi. Con muốn lên đỉnh. Anh ơi, ông đưa tôi có cái bột đây nào. Ở trên lóc cái thùng ấy, lóc cái thùng xe ấy. Tiếp bột, tiếp bột, tiếp bột. Giống kiểu máy bay tiếp thêm xăng trên không. Anh đưa một cục nhỏ xong là chuyển tay. Đây là máy bay đang tiếp xăng ở nhiên liệu trên không. 7 phút 49 rồi. Không tiếp được. Đưa cái cầm luôn. Đưa một viên nhỏ. Đấy. Là cũng đỡ. Đấy, khi đến phút thứ 2 là bắt đầu nó. Tôi đã nói rồi, trong cuộc sống hai người đàn ông mặc dù đấy là hai người bạn. Đây, anh. Nó cũng ví như đấy, hai con gà trống. Mà con gà trống thì nó chỉ hơn nhau mỗi tiếng gáy thôi. Hiện tại bây giờ và ngay lúc này, xích thủ Lương Mạnh Hùng đang thực hiện những đường truyền rất là uyển chuyển. Cuối cùng. Không phải là cuối cùng, rất là uyển chuyển. Tại xích đu vòng công viên Yên Sở, phía trước mặt tôi là chuẩn bị diễn ra sự kiện Juniwalk, tức là giải đấu có dụng cụ dành cho mọi lứa tuổi. Các bạn lưu ý nhé, giải đấu có dụng cụ. Và đẹp của anh nhé. Đây là những khoảnh khắc mùa hè rất là đẹp. Quay đẹp hoa phượng, hoa điệp vàng. Quay đẹp rồi. Ừ. Còn hoa đẹp. Đây, hôm nay là anh Lương Mạnh Hùng, phó chủ tịch câu lạc bộ xích đu vòng, một trong những người coi nhà cũng tiên phong tập đầu tiên ở đây. Bây giờ là anh đi ngang đi dọc bằng tay không được hết à. Anh cứ bay lắc mạnh ạ. Anh
Ui ui. Phản đòn nè. Không gãy được đâu anh ạ, à, tính hết rồi. Nguyên lý bởi sao phải làm bằng nhôm, sao không làm bằng sắt. Tính hết rồi, cái ma lý kia nó giảm cái lực văng. Quá khỏe. Tay không đấy, bắt giặc đấy. Bắt đầu lên phút thứ 8 rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, anh đã bị xoắn xích. Đấy. Đây là pha xoắn xích đầu tiên của ca sáng. Ok ạ. Hôm qua là ca chiều tối, hôm nay là ca sáng. Không gian Không quay được.